Chúng tôi lại bắt đầu phần giao lưu câu hỏi địa chính trị cùng quý vị. Và câu hỏi hôm nay thì vàng nó khác biệt một tí. Đó là liên quan tới đường 9 đoạn và đường 99 đoạn. À, trong đó có câu hỏi nói rằng là Mỹ chỉ trích đường 9 đoạn của Trung Quốc nhưng mà Mỹ có tới đường 99 đoạn thì sao? Vâng, có thể nói rằng là thực tế thì bản đồ của Mỹ ấy, về cái đường 99 đoạn thì tôi không biết là cụ thể bao nhiêu. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng là nó như thế này. À, cũng bởi vì là cái thời mà Mỹ đánh nhau với Nhật ở thế chiến thứ hai đúng không ạ? Sau đó họ đánh bại quân Nhật và họ đã chiếm hầu hết những cái hòn đảo mà trước đó Nhật đã chiếm. Đấy, cũng như những hòn đảo mà là Vơ ở à, Thái Bình Dương rồi những cái hòn đảo mà họ mua bán sáp nhập bằng hình thức này hình thức kia nhưng mà cơ bản thì nó là cái từ thời lâu rồi còn những thời gần đây thì nó không có tranh chấp đúng không ạ có nghĩa rằng là những cái biện pháp của mỹ thì những cái việc mà họ kiểm soát lãnh thổ trong những cái thời hiện đại thì nó không liên quan nhiều đến quân sự mà chủ yếu liên quan thông qua các cái con đường đế quốc ngoại giao thương mại cho nên nhiều khi chúng ta cũng không để ý, đúng không ạ? Cho nên có thể nói đó nó là một cái 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 tồn tại lịch sử rồi mà nó cũng không có vi phạm một cái điều gì. Thì tôi cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, nhưng mà đấy là việc của người Mỹ. Giả sử như đấy là một cái việc mà bây giờ thì tôi không cảm thấy nó có một cái vấn đề gì vì thế giới cũng đâu có nói gì về đường 99 đoạn của người Mỹ đâu. Họ cũng không tranh chấp gì. Uh, nhưng mà giả sử như nó là một cái việc xấu thì cũng không thể lấy cái đường 99 đoạn của người Mỹ để nói rằng là Mỹ có tới đường 99 đoạn trong khi đó mà Trung Quốc chỉ có 9 đoạn thôi mà Mỹ đã kêu rời đúng không ạ thì cái đấy nó không được cũng giống như là mình thấy người khác làm xấu thì không phải là mình cứ làm xấu là đúng mà xấu thì cơ bản nó là sai. Cái việc đường chín đoạn thì chúng ta đã thấy rõ ràng nó xảy ra một cái tranh chấp cũng bởi vì cái tư tưởng này cho nên nó xảy ra một cái tranh chấp của Trung Quốc với tất cả các nước trong khu vực chứ nó không phải là Việt Nam. Chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta là đương nhiên rồi, à, Philippines đúng không ạ, hình như là Trung Quốc còn tranh chấp với cả Đài Loan nữa à, rồi Indo, rồi Malai Như vậy là Trung Quốc đã nhìn về hình dáng ấy. Thì tất nhiên là nó nhỏ hơn của Mỹ, nhưng mà tôi có thể nói rằng là nó bá đạo hơn của Mỹ. Đúng quý vị, nó nhìn nó nó ngứa mắt hơn của Mỹ, nó không phong thủy thế nào cả. Và nói về luật pháp chắc chắn là sai, còn nếu mà nói về tình ấy thì nó hoàn toàn sai. Mà ngày xưa thì tôi không biết, cái thời ngày xưa mà khi có tranh chấp ấy thì mình tất nhiên là mình không chưa đủ cái cái nhãn quan về chính trị mà mình thuần túy mình nói về cảm xúc thôi thì tất nhiên mình đã thấy nó ngứa mắt rồi thế nhưng mà bây giờ thì ít nhiều là mình cũng là người mà mình gọi là có cái lịch lãm giang hồ hơn tí thì mình có một cái cảm giác của cái giác quan thứ sáu cho biết là Trung Quốc hiện nay họ đang có một cái thế trận rất tốt trên thế giới đa cực. Nhưng mà không phải không có điểm yếu mà tôi nghĩ rằng ấy, cái điểm yếu và cái 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 miếng xương gà mà nó sẽ vắt ngang cái cổ họng của Trung Quốc nó chính là cái đường chín đoạn chúng ta cứ giả sử đi giả sử rằng là Trung Quốc không có cái chính sách đường chín đoạn này ấy, thì có thể nói rằng bây giờ các nước Đông Nam Á phần lớn đang trung lập đúng ạ và nhiều nước có tí ngả theo Mỹ thì có thể nói rằng là cái cái cái, cái, cái mình nói về cái tình ấy, đúng ạ của các nước Đông Nam Á phần lớn sẽ ngả theo Trung Quốc tôi không biết là cái lý của họ như thế nào nhưng mà phần lớn là cái tư tưởng của họ họ sẽ ngả theo trung quốc bởi vì lúc bấy giờ trung quốc sẽ không xuất hiện với tư cách của một cái kẻ láng giềng mà nó hiếu chiến và tham lam đúng quý vị còn đây như thế này là lè lưỡi liếm xuống tận gọi là mông con nhà người ta rồi và bảo đó là đất của mình vâng đúng là đường đường lưỡi bò lưỡi bò thì nó liếm thì hơi kinh thì rõ ràng là tất cả các nước Philippines, Malaysia, Indonesia và đặc biệt Việt Nam của chúng ta bức xúc là chuyện đương nhiên và chuyện bức xúc đấy thì bây giờ rõ ràng là Trung Quốc nó quá mạnh không chỉ là các vấn đề liên quan tới nguồn lực mà cái uh, cái sự bạch tuộc kinh tế của Trung Quốc đúng không ạ nó chi phối kinh tế Đông Nam Á rất nhiều cho nên là vì những cái mối ràng buộc kinh tế như vậy cho nên nhiều khi là cũng không ai dám để mà nói thẳng ra là công khai chống đối đúng không ạ bởi vì những cái cái lợi ích về kinh tế những cái sự phụ thuộc vào kinh tế nó quá lớn và nhiều người cũng biết rằng ấy là nếu như mà chống trung quốc thì kiểu gì cũng phải ngả theo mỹ bởi vì nếu không thì hai bên kiểu gì cũng bị cô lập đúng không ạ cho nên là nó dẫn tới cái việc là bây giờ thì người ta chưa có một cái phản ứng dữ dội thế nhưng mà rõ ràng trong cảm nhận của mỗi người dân mà tôi nghĩ phần lớn quý vị kể cả là quý vị cũng ủng hộ trung quốc nga thì chắc chắn là cũng không nhiều người mà không phản đối những cái hành động đó của Trung Quốc. Uh, tôi không muốn nói đi vào chi tiết, nhưng mà tôi có thể nói một điều rằng là chính đường chín đoạn, đúng không ạ? Đó là một cái một cái điểm mù, một cái điểm bất lợi, một cái uh, sự tham lam cố chấp và chính nó nếu sau này mà Trung Quốc không hiện thực được cái giấc mơ của họ ấy, thì nó cũng chính từ cái đường chín đoạn. Bởi vì Trung Quốc là một cái dân tộc mà theo dạng là dân tộc chủ nghĩa, họ rất khác với các quốc gia ở Châu Âu. Dân tộc chủ nghĩa thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhà nước mà đưa ra chính sách về lãnh thổ ấy, thì người dân người ta sẽ không bao giờ người tư từ bỏ những cái điều đó. Có nghĩa rằng sau này kể cả Trung Quốc có muốn rút lại cũng không được nữa. Họ đâm lao là phải theo lao. Đúng không, quý vị, cho nên cái vấn đề đó nó cực kỳ nguy hiểm liên quan đến lãnh thổ đối với lại các cái quốc gia mà vùng Đông Á rất nặng nề về các cái vấn đề dân tộc chủ nghĩa, lãnh thổ thiêng liêng vâng thì tôi cũng không biết so sánh hai cái này nó như thế nào bởi vì thực sự mình cũng không thể nào mình tìm hiểu được là cái việc mỹ làm thì nó như thế nào trung quốc làm như nào nhưng mình có thể đi tới một kết luận là giả sử như đứng dưới góc nhìn của người mỹ trung quốc mà thấy rằng người mỹ làm cái điều này là sai còn chúng ta không biết là sai hay không thì bản thân họ cũng không được phép làm sai đúng không, quý vị không phải là bảo là thấy thằng kia nó ăn trộm âm cướp thì mình cũng được phép làm như vậy thứ hai nữa đó là tất nhiên đây là cái giác quan của tôi thôi à, nó cũng phụ thuộc vào cảm xúc và những cái hóng hớt thì có điều gì đó để ngăn cản trung quốc trong làm việc lớn việc này việc nọ có thể tức là bỏ qua những việc nhỏ để làm việc lớn mà không khéo là dẫn tới cái việc hóc xương gà thì đó chính là cái đường chín đoạn bởi vì nói chung là chơi mấy cái bài dân túy đúng không ạ quốc túy mà liên quan đến lãnh thổ nó là một cái con dao hai lưỡi một khi đã xuất chiêu ra thì rất khó để có thể thu hồi. Tại sao Trung Quốc không cho Mỹ mua đất nhưng mà Mỹ lại cho Trung Quốc mua đất? Mỹ có cho mà Trung Quốc mua đất không ạ? Tôi không nhớ là họ cho mua đất mà họ chỉ cho mua cái dạng như là cái dạng như quyền sử dụng đất hay là một cái dạng chung cư như nào đó. Đúng không ạ? Tôi không nhớ kỹ như quý vị nhé. Thế nhưng mà để nói về Trung Quốc không cho Mỹ mua đất, ấy, tức là mình các câu hỏi thì mình không có giải quyết cái vấn đề là đúng hay sai. Mà cái câu hỏi là mình tìm ra cái, cái những cái nguyên tắc trong cái việc đó, đúng ạ. Thì uh, nếu mà nói về mua đất, thì bất cứ quốc gia nào, đúng ạ, nói đúng ra tại sao lãnh thổ của mỗi quốc gia nó lại thiêng liêng. Đúng ạ, trừ khi nào nhà nước chấp nhận bán cả một cái vùng đất đấy đi mà tất nhiên đấy là thời ngày xưa thôi chứ bây giờ lãnh thổ thiêng liêng cũng không ai bán lãnh thổ của mình cả cho nên là cái việc mà đất ấy, thì nó chính là lãnh thổ bán những cái đất để mà sổ đỏ rồi điếc ấy đúng không ạ thì nó chỉ mang tính chất là quyền sử dụng đất mà thôi chứ nó không phải là cái việc là bán đất như là bây giờ ukraine ukraine bán đất nông nghiệp là bán đất cho người mỹ luôn thì cái việc đấy nó là một cái việc nó rất là rất là chưa có tiền lệ, không quốc gia nào bán đất cả. Đấy, chúng ta chỉ nhớ là họ bán là bán cái quyền sử dụng đất ở dưới mỗi luật một đất nước nó khác nhau. Ông thì là đất uh, canh tác đúng không ạ? Ông thì là dạng đất uh, đồi đất điếc rồi đất này nọ nhưng mà quyền sử dụng đến bao nhiêu năm, bao nhiêu năm thuê thiếc vân vân. Thế nhưng mà nếu như mà để nói là bán đất thì sẽ không có, mà như như Ukraine làm thì có thể nói rằng là nó là một cái việc nó khá không có tiền lệ nhất là họ bán một cái số lượng lớn như vậy, đúng không ạ? Hàng bao nhiêu tôi không nhớ là bao nhiêu triệu mét vuông. Với một cái giá rất rẻ mà đâu đấy chỉ có vài chục nghìn mét thôi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta cũng đâu có bán đất đâu, không cho không có bán đất cho người nước ngoài, nếu như tôi nhớ không nhầm. Các nước khác, Thái Lan, Nga, Nhật, đúng không ạ? Trung Quốc không có bán đất. Thế còn cái việc mà bán căn hộ hay là dạng quyền sử dụng đất vân vân thì tôi không nghĩ rằng đấy là một cái việc nó Uh, nó chỉ bán quyền thôi và có nghĩa rằng trong khi có biến người ta có tịch thu cái quyền đấy đúng không ạ? Thế còn ở Mỹ thì tôi biết rằng là người ta có bán đất cho người nước ngoài uh, và bán cả bán đất luôn. Thế nhưng mà nó cũng có những cái chính sách nhất định. Nhưng mà cái điều này thì dễ hiểu đối với lại Hoa Kỳ. Bởi vì nếu trong trường hợp có biến họ là siêu cường duy nhất mà thì uh, tất cả những khoản bán đấy là nó đều được có lợi cho họ, họ có thể tịch thu đúng không ạ? Và những người mua sẽ mất trắng ngay thế còn theo tôi được biết là người Trung Quốc thì không được mua đất đất của ở Mỹ mà chỉ các cái nước khác đồng minh đồng miếc hay như nào đó đấy thế thì điểm thứ nhất là gì thứ nhất là Hoa Kỳ uh, bán đất bán quyền sử dụng đất uh, và bán đất vĩnh viễn cho những cái đối tác không phải là Trung Quốc còn tôi không biết là giới hạn đến bao nhiêu uh, và không bán cho Trung Quốc cái quyền vĩnh viễn Ukraine thì bán cái đấy là cái quyền vĩnh viễn và bán số lượng rất lớn À, còn hầu hết các quốc gia khác trong đó có Trung Quốc, Việt Nam thì bán là bán những cái quyền sử dụng trong đó có việc uh, canh tác, xây dự án hoặc là chung cư này nọ vân vân nói chung là liên quan đến luật đất đai nhiều và tôi thấy cái điều rút ra nó là gì thì cái điều đấy nó rất là công bằng đúng không ạ à, đất đai nó là một cái vùng lãnh thổ thiêng liêng à, không ai đi bán đất cho thế lực ngoại bang cả còn nếu nói đúng ra ấy, là bán cho thế lực ngoại bang đó là lừa người ta bởi vì trong trường hợp có biến thì chắc chắn là ngứa mắt là chính quyền sẽ tịch thu là cái chắc đúng không, quý vị bất chấp bởi vì đấy nó là lãnh thổ mà và tất nhiên là điều đấy chỉ có người Mỹ làm thôi đúng không ạ đến giờ mà chúng ta biết đấy là nước lớn chỉ có nước Mỹ làm thì điều đấy có thấy cho thấy một điều rằng là họ bán đất đi thì họ lấy tiền thôi chứ có mất đâu họ có mất cái gì đâu họ lấy tiền của cái người mà đã mua còn cái việc đất đai ở đấy thì ông muốn xây muốn dựng như thế nào thì đều phải là theo cái phép của phép tắc của đất nước người ta còn người ta cơ bản là người ta có tiền còn nếu trong trường hợp nó có biến hai quốc gia hoặc có biến với cá nhân mà người ta thấy ngứa mắt thì người ta thu là cái chắc chắn cho nên ấy, nếu mà cái việc mà mình nói về cái việc là bán đứt đất đai cho nước khác mà bình thường hai nước ngang cơ thì nó như kiểu là một cái trò gọi là trò ú tim. đúng không ạ một trò lừa đảo như của bán tháp ép phen bán thì bán ấy nhưng mà nó vẫn nằm ở đất nước đó Đấy, thế còn trong trường hợp có biến thì chắc chắn là mất. Thế còn uh, một cái nước mà nó bé hơn bán cho nước lớn như là Ukraine bán đi thì không dám làm gì rồi. Uh, Mỹ mà đã mua thì Ukraine chắc chắn là phải chịu đòn, đúng không ạ? Không dám bật lật lọng. Nhưng mà còn lại thì mỗi nước Mỹ thì bán đất quyền đất đấy thì họ có thể lật bất cứ lúc nào không ai dám làm gì. Và một câu hỏi cũng nhanh liên quan tới NATO Thụy Điển. Thụy Điển đã vào NATO một đòn giáng đau đối với Nga một thất bại chiến lược của Putin. Bây giờ thì nước Nga sẽ làm gì? Và tất nhiên là Phần Lan vào NATO thì tôi nghĩ rằng là cái mặt trận ấy đúng không ạ? Mặt trận mà nó kéo dài đối với Nga thì nó bất lợi. Nó cũng giống như là mặt trận Ukraine kéo dài thì Ukraine bất lợi thôi. À, tất nhiên là mặt trận này thì nó chưa đánh nhau, đúng không ạ? Thế còn Thụy Điển thì người ta đã tung ra những thông tin về việc là Nga chuẩn bị tấn công, đánh chiếm Gotland, đấy. À, và đấy là phương Tây tung và chính chính phủ thụy điển tung để mà lấy cái lá phiếu của người dân để mà gia nhập nato để bảo vệ à, hòn đảo Gotland nếu không thì nga sẽ đánh chiếm và tất nhiên là bây giờ nga là sẽ là cái nguyên nhân của mọi cái việc mà bị đánh chiếm đúng không ạ thì thôi cái việc đấy nó là cái việc mà trong quá khứ hiện tại và tương lai kiếp nạn của người nga đã được người mỹ chọn làm kẻ thù thì phải chấp nhận thôi sau này mà người Mỹ với Canada bảo là Nga sẽ đánh chiếm cái quần đảo xanh PEA này thì thôi cũng phải chấp nhận, đúng ạ? câu chuyện đấy nó là câu chuyện mà nó đã tẩy não rồi thì chấp nhận. tôi gặp mà những cái thằng bạn cũ ấy, nó có một cái thằng bạn mà nó nó bảo là tình hình bây giờ kinh tế khó khăn lắm. Công ăn việc làm của nó bây giờ nó già, nó làm những cái việc mà sau này nó bị đào thải rất nhanh. Tôi nói ví dụ đơn giản bây giờ cái ngành thiết kế ấy, quý vị những cái em cháu trẻ nó làm máy móc nó giỏi nó làm nó đẹp nó gọi mê hồn mấy cái bố già toàn gọi là bốn năm bảy chục tuổi ngồi uh, cặm cụi vẽ vẽ các thứ mà vẽ thì xấu òm lại kết thiết kế thì cũ rích triển khai thì như mèo mửa người thì dâu tóc bạc phơ đúng ạ cái kiểu nhìn nó chả có được cái nước gì cả trong cái đấy thì cứ trông cứ chảnh ơi, kiểu như là, 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 là rất là quan liêu trịch thượng và cái tôi Thế thì cái việc mà bị bật bãi của cái thị trường nó là chuyện đương nhiên thôi và điều đấy là tốt, nó là một cái sự đào thải. Điều đấy không nói rằng là người người già bị đào thải mà người già làm theo cách già cách cũ thì sẽ bị đào thải. Bởi vì bây giờ người tiêu dùng là người mới, đúng không quý vị. Thế thì ý nói rằng là uh, khi ngồi nghe các ông ấy bàn luận là, ôi giờ bây giờ thì công an việc làm kém, không có thu nhập. Tình trạng bây giờ rất khó khăn, thế nhưng mà nói được câu trước câu sau thì lại rất tự hào, là nhà có gọi là là cái mảnh đất của tiên tổ để cho trị giá 5 tỷ, 10 tỷ, à, nhưng mà mình hỏi rằng là thế bây giờ bảo sao là nhà thế thì không bán đi một phần hoặc là như thế nào để thay đổi để lấy vốn để làm ăn, đúng không ạ, thì bảo là mày điên à, đất đấy là bây giờ đất nó thể hiện cái phong độ bản lĩnh của con người, thì bán đi thì... Ở nhà trung cư à? Hay là bán đi bây giờ phải vào ngõ rồi là đại khái? Ý nói rằng là cái mảnh đất đấy, nó đẹp, nó thể hiện cho đại diện. Nhưng mà thực ra thì làm gì có tiền để xây nhà đẹp đâu. Nhà thì cũng cố xây lên nhà cấp 2 cho nó có mấy tầng, nhưng mà trông nhem nhem, nhúc nhúc, chấp chắp vá vá. Nói thật ra là trông nó rất là, là khổ. Thế nhưng mà cứ tự hào. Thế nhưng mà mình mới hỏi, mình mới đặt ra một câu hỏi. Nhưng mà thuận cuối cùng là mình cũng chẳng hỏi nữa. Mình chỉ nói một điều là nếu như nhà ông, mà ông nói rằng là cả đời ông Ông thề mới lại tiên tổ là ông không bao giờ bán rồi. Và ông thề trước mặt chúng tôi là ông không bán, mà ông vẫn nói là ông là người có nhiều tiền, bởi vì cái mảnh đất nó trị giá 5 tỷ. Trong khi đó thì thu nhập hàng tháng nó không đến 10 triệu cả hai vợ chồng, đúng không ạ? Thế thì có nghĩa rằng là cái mảnh đất đấy của ông nó không có ý nghĩa gì cả. Nó không có ý nghĩa gì về tài sản cả. Đúng không, quý vị. 5 tỷ đấy của ông thì nó chỉ trừ khi nào nó bán đi để nó đẻ ra tiền thì lúc bấy giờ nó mới có ý nghĩa. Còn tiền nó đẻ ra hay không hay là nó mất đi thì là cái việc cái của ông. Thế nhưng mà nói không thì nó vẫn viễn, nó chỉ là cái mảnh đất, chứ nó không có cái giá trị gì cả. Tức là nó chỉ có giá trị sử dụng thôi, mà giá trị sử dụng thì trông nó như thế, nhưng mà xây nhà lô cốt như là cấp 2 lên như kia thì ở uh, nó cũng chả giá cái gì. Thế nhưng mà suốt ngày lôi ra là trị giá trong tay thì 5 tỷ, 10 tỷ, cái kiểu nó như vậy. Thế thì cái câu chuyện là Thụy Điển, Menato thì nó cũng thế thôi, đúng không ạ? Tôi chả thấy rằng vào thì người Nga người ta thất bại cái gì Mà thất bại nhất là thất bại mấy ông Thụy Điển này Người dân Thụy Điển này Vào một phát thì nó bắt đầu nó e cổ do nó thu thuế của dân Để nó tăng ngân sách quốc phòng Để nó đóng ngân sách quốc phòng cho NATO Rồi bắt đầu nó mua vũ khí cho NATO Rồi bắt đầu nó triển khai căn cứ quân sự của NATO Rồi nó bắt cắt đi các khoản làm ăn với lại Nga Rồi bắt đầu nó tiếp tục những chính sách để nó bài trừ Và nó bắt đầu nó chính sách để nó thâu tóm lãnh đạo Thế thì tóm lại như vậy thì Thụy Điển đang từ một cái nước thiên đường trở thành đất nước ven đường mà chưa chừa hay sao mà còn bây giờ vào NATO để mà vỗ ngực rằng mình là một cái gì đấy gọi là làm cho Putin đau đớn. Chỉ trừ khi Thụy Điển phát huy được giá trị và Putin đau đớn, đấy là Putin tấn công vào Gotland thực sự hoặc là Stockholm thực sự, đúng không ạ? Mà tôi nghĩ rằng là trong một tỷ kiếp nữa thì Putin cũng không làm cái việc mà nó quá điên rồ như vậy. Bởi vì Thụy Điển là ai? Thụy Điển thực ra thì nó chỉ là một cái vùng đất tuyết chứ nó có cái gì đâu. Đúng không ạ? Nó chả là một cái gì cả. Nó không có một cái ý nghĩa gì đối với nước Nga cả. Tôi nói thật đấy, nếu mà Thụy Điển bảo, ôi rồi ông Putin ơi, à, bây giờ đất của tôi dài rộng, chính phủ nó thế này thế kia, thì tôi xin dâng toàn bộ đất nước để cho ông, cho ngài quản lý, đúng không ạ? Thì Putin mới gọi điện ra cho châu Âu mới lại Mỹ mà tôi báo công an ngay là nó định cho tôi cái mảnh đất mà trông gọi là chó ăn đá gán sỏi này. Đấy, ngay lập tức đưa công an đến bắt cái lãnh đạo để khẩn cấp cho hộ tôi câu chuyện nó không có đúng không ạ thứ nhất nó chỉ phát huy tác dụng một NATO đánh nga thì có thêm cái thằng miệng ăn ở đây mà Thụy Điển mới lại Phần Lan vào nó chỉ là miệng ăn trừ Phần Lan thì nó có cái vùng đệm nó là như vậy nó thêm bát thêm đũa chứ còn nó cũng chả giải quyết cái gì cho đời hai đúng không ạ đó là nga tấn công một thì tấn công vào nga thì chắc chắn là ăn hạt nhân không có cái tôi có thể nói rằng tôi là người yêu hòa bình nhất thế giới thì tôi có thể phán ngay ra nato mà đánh nga thì chắc chắn là hạt nhân ngay lập tức thế còn uh, hai là nga đánh nato thì đời ai chứ đời của putin thì tôi nghĩ là không và nếu mà còn đời putin đến đời con cháu À xin lỗi đời kiểu như đời f2 f3 f4 f5 ấy, đúng không ạ thì cũng chả ai đi dại đi đánh cái vùng đất mà gọi là chó ăn đá gà ăn sỏi cái giá trị của những vùng đất này thì nó không phải là cái vận liệng đất đai đúng không ạ? Ừ, vận giá trị của thụy điển nó là một cái nền văn minh mình nói nôm na là như vậy. Cho nên là sang đấy có chiếm được người chiếm được đất có chiếm được lòng dân không? Không chiếm được thì coi như là sớm muộn gì cũng mất và chắc chắn là đau đớn nó là một vết thương cực lớn. Cho nên nhiều người hay nói về cái việc chiếm đóng này nọ đúng không ạ? Chúng ta đừng nghĩ rằng chiếm đóng đấy là hay chiếm đóng đó là dại. Người mỹ người ta rất khôn người, người ta rất khôn là người ta là chủ nghĩa đế quốc tức là người ta không có xâm chiếm, người ta không chiếm đóng, chiếm đóng để biến thành đất của Mỹ thì chắc chắn họ ăn rất nhiều đòn liên quan tới các việc phản kháng này nọ, cách mạng nổi loạn, đúng không quý vị? Thế nhưng mà nó không chiếm đất, mà nó chiếm là chiếm đất nước, nó, ờ, nó, nó chiếm là chiếm lãnh, cái chính phủ, nó chiếm năng lượng này, nó chiếm chính phủ này, xong rồi nó chiếm uh, truyền thông, mà nó chiếm uh, các cái vấn đề liên quan đến lương thực, kiểm soát dầu thì là kiểm soát chính phủ, kiểm soát lương thực, thì là kiểm soát uh, dân chúng, kiểm soát truyền thông thì là chính Goben Bộ trưởng của Đức nói rằng là sẽ biến toàn bộ người dân trở thành những con cừu. Bây giờ chúng ta thấy người dân Châu Âu thì khác gì những con cừu đâu? Bởi vì không những là người Mỹ có thể kiểm soát được những cái điều vừa rồi, người ta còn kiểm soát luôn được chính phủ nữa. Đúng ạ, à, kiểm soát chính phủ rồi thì hết phim còn gì nữa? Không những dân cừu mà chính phủ cũng là cừu luôn thế thì người ta mới lôi thụy điển phần lan hai cái nước hạnh phúc nhất thế giới trở thành vào nato chứ chứ còn hai cái nước này vào đây thì được cái vẹo gì phần lan thì nghèo đi trông thấy mà thụy điển cũng vậy mà tóm lại là nói chung là nato thì cực kỳ sung sướng có thể nói thế này mỹ và nato cực kỳ sung sướng thế còn thụy điển phần lan thì méo miệng nhưng mà mặt bề ngoài cũng rất là sung sướng Liệu Trung Quốc sẽ mất hết thương mại với lại phương Tây nếu như họ không từ bỏ làm việc với người Nga hay không và sức ép với người Mỹ? Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc bây giờ nó tung đòn ra thì nó cũng hiểu họ rõ vấn đề, đúng không ạ? Phương Tây là ai? Phương Tây thì cơ bản nó chính là châu liên minh châu Âu thôi, đúng không ạ? Còn các cái nước ở bán cầu phương Nam thì thật nói thật họ cũng có quan tâm tới sức ép của người Mỹ, trước đây thì uh, trung quốc nói rằng là khi mỹ bảo là các ông không được làm ăn với lại những kẻ gây chiến các ông không thế này thế kia thì uh, trung quốc đánh lạc hướng lên nói rằng là uh, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng những vấn đề độc lập chủ quyền uh, nguyên tắc làm ăn bình đẳng có lợi hai bên không vi phạm này nọ vân vân. nhưng mà lần này khi putin sang rồi thì trung quốc bắt đầu không những là nói không nói cái kiểu đánh chống làng đấy mà chửi thẳng vào mặt luôn đúng không ạ là người mỹ là người luôn đổ thêm dầu vào lửa chọc gậy bánh xe gắp tay lửa bỏ tay người <laughs> tức là họ họ không những họ lánh chống làng mà họ còn chửi luôn đúng quý vị thì có nghĩa rằng là và không những thế là hôm qua trung quốc còn tung ra một đống đòn cấm vận vào các công ty của mỹ bởi vì là đã viện trợ vũ khí cho đài loan thì có nghĩa rằng là mình có nghĩ rằng trung quốc có dạy không đúng không ạ phải là một cái thằng nóng tính ấy thì nó dạ nó sẽ nói thật là khi nó bị ép như vậy nó sẽ nói thật luôn đúng không ạ nó sẽ nói như thế luôn ngay từ đầu chứ nó chả vòng vòi nữa nhưng mà nó đợi đến đúng cái ngày hôm qua ở hôm tháng vừa rồi thì nó mới nói như vậy thì có nghĩa rằng là nó đã tính thứ nhất là nó đã đủ mạnh mà thứ hai nó tính toán hết rồi đúng không ạ nó tính toán thứ nhất là nó đã có nga đỡ lưng về vấn đề thương mại nguồn đầu vào nó đã có đông nam á bán cầu phương nam đỡ nguồn đầu ra nó đã có chính thị trường trong nước của nó thị trường tiêu dùng nó càng ngày càng mạnh nó càng ngày càng lớn rồi bây giờ nó thành nền kinh tế tiêu dùng rồi nó chứ không phải là kinh tế xuất khẩu nữa và thứ tư nữa là nó cân nhắc được nó biết rằng ấy là những cái thằng ở châu âu bây giờ thì cũng đang đói veo mặt lên đang kinh tế xã hội thì đang trả ra cái gì đúng không ạ toàn là lạm phát rồi cái gì suy thoái rồi là phi công nghiệp vân vân làm sao mà có đủ trình để mà có thể lật lọng lật kèo với thương mại với trung quốc được cho nên là là trung quốc đã đáp trả với mỹ điều đấy thì có thể nói một điều rằng là trung quốc không biết họ có mất châu âu hay không nếu mà chúng ta nhìn như thế thì chúng ta nhìn một điều rằng là châu âu sẽ giả vờ để nói với người Mỹ rằng là bọn em sẽ cam kết là sẽ làm anh hài lòng là bọn em sẽ tấn công nó bằng các loại này nọ đúng không ạ cho nó đại khái là không chết thì cũng giật dẹo mong anh tiếp tục bảo kê bọn em <laughs> thế nhưng mà câu chuyện rằng là nếu như châu Âu có làm thế thì họ cũng chỉ làm về danh nghĩa thôi chứ còn nói thật mà châu Âu bây giờ nhá à, trước đây sướng là bởi vì được hưởng giá năng lượng của Nga rẻ như cho Thứ hai là hàng Trung Quốc rẻ như bèo, thị trường khổng lồ Trung Quốc, thị trường khổng lồ Nga. Mất cả đầu ra lẫn đầu vào nếu như mà dám tuyên chiến chiến tranh mới lại uh, Trung Quốc. Vậy thì châu Âu lấy đâu ra hàng? Họ ăn sung mặc sướng quen rồi lấy đâu ra hàng? Chẳng nhẽ họ đi mua hàng của mấy ông uh, miến điện, đúng không ạ? Hoặc là mua hàng từ Mỹ, mà Mỹ bây giờ thì nó đang phải in tiền để nhập hàng mở mật ra. Như vậy thì có hai thị trường lớn nhất, thị trường lớn nhất của châu Âu ở châu Âu thì chính là Nga. Thị trường lớn nhất thế giới của châu Âu thì cũng chính là Trung Quốc mà không chỉ là thị trường đầu vào ở đầu ra mà là thị trường đầu vào quan trọng. Thế tôi có lại là chết rồi con gì nữa, thế thì làm sao? Đây là chúng ta thử nhìn xem Trung Mỹ đang cố hôm qua gây áp lực để bắt châu Âu là phải chung tay trong cuộc chiến thương mại chống Trung Quốc. Nhưng mà châu Âu chưa thấy phản ứng gì, tất nhiên là họ sẽ không mặn mà nhưng mà họ không có cách nào họ phải tuân thủ đúng không quý vị? họ sẽ trở vào họ tuân thủ thôi chứ làm sao mà trung quốc dám gọi là gọi là quay lưng lại với lại mỹ Ờ, mỹ ở châu âu dám quay lưng lại với trung quốc cho nên trung quốc họ biết một cái bài đấy rồi thì họ mới bung lụa tại thời điểm này mà tôi được biết rằng châu âu lại còn đang tích cực để tìm kiếm cơ hội để đầu tư và bán hàng thêm vào cho trung quốc đấy, trong thời gian tới thậm chí cả những cái hàng lương thực thực phẩm của các nước uh, trung âu nam âu nữa lần này tôi sẽ chúng ta sẽ thấy một cái điều là người mỹ này sẽ gây sức ép với lại châu Âu này đúng không ạ để mà đánh nhau tới nga tới châu Âu chết thì thôi này người Mỹ sẽ gây sức ép với châu Âu để đánh nhau kinh tế với Trung Quốc đến châu Âu chết thì thôi này và tôi thử xem là châu Âu sẽ chọn sống hay là chọn chết đúng không <laughs> sống khỏe mạnh có tư chất có khí khái hay là gọi là sống theo cả dạng bảy vẹo châu Âu thì bây giờ vẫn còn tí khí khái đấy thế còn Nhật Bản thì đã bị gọi là quỳ gối rồi. Nhật Bản thì Mỹ chưa hé hơn lời Nhật Bản với Nam Hàn này đúng không ạ? Vì hai nước này nó thân cô thế cô ở đây, thì chưa nói bảo thôi anh anh cứ ra lệnh bọn em làm thôi. Và Nhật Hàn thì Mỹ bảo là tấn công chip, thì Nhật Hàn tấn công chip Trung Quốc đúng không ạ? Nhưng mà hai nước này là hai nước ôm hận. Nhưng mà có có lẽ một điều ngày nào đó quý vị, có lẽ một ngày nào đó khi mà Mỹ suối Châu Âu cấm vận Trung Quốc xong thì bắt đầu là Mỹ lại đi làm ăn với Trung Quốc giống như kiểu là Mỹ suối Châu Âu cấm vận Nga xong rồi Mỹ lại đi đêm làm ăn với Nga quý vị công nhận không ạ? Bởi vì cái mục tiêu của Mỹ ấy không phải là mục tiêu họ toàn tâm toàn ý là đánh quỵ Trung Quốc đâu mà họ còn có cả mục tiêu thứ cấp nữa đó là họ đánh quỵ nền kinh tế Châu Âu hay nói đúng hơn đánh quỵ cái sự tự chủ của nền kinh tế Châu Âu để phụ thuộc vào Mỹ. À, chúng ta hãy uh... Chứng kiến xem là một cái một cái 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 ván bài thí tốt đấy nó sẽ có thành công trong thời gian tới hay không. Châu Âu mà không vượt qua được cái kiếp nạn này thì họ còn nằm mơ đúng không ạ, nằm mơ lúc đấy chưa chắc đã bằng Đông Nam Á của chúng ta. Hãy mô phỏng à, mô tả à, tình trạng kinh tế của nước Mỹ tại thời điểm hiện tại một cách thành thực xem nào. <laughs> và mọi lần cũng vẫn thành thực mà đúng không ạ chẳng qua là thành thực theo cái góc nhìn thôi của của chúng tôi thôi và nếu nói về khách quan các chỉ số kinh tế thì không có cái gì nó 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 hào nhoáng không quá quá tươi đẹp mà nó ở mức độ trung bình khá đúng không ạ đấy trung bình khá à, nhưng mà nó ở cái mức độ liên quan đến chỉ số chung ví dụ như là gdp chủ yếu là gdp thôi cái này thì nhìn chung là mỹ so với lại châu âu còn là nếu mà nói là trong mơ so với châu âu mặc dù họ không bằng nga thâm hụt cán cân thương mại thì tất nhiên nó vẫn cao rồi đúng không ạ nó vẫn tầm à, mấy phần trăm ngân sách à vâng à, gdp à, thâm hụt ngân sách chứ không phải cán cân thương mại thâm hụt ngân sách có nghĩa là mỗi năm thì à, người mỹ vẫn phải à, in thêm khoảng độ vài phần trăm nợ của cái gdp đấy à, có nghĩa là nó sẽ đâu đấy nó khoảng à, mười mấy 20.000 tỷ đúng không ạ nhiều hơn nữa không quá tệ nhưng mà cực kỳ tệ so với lại uh, thời ông Donald Trump lạm phát thì cao thực ra không cao lạm phát thì thực ra không quá cao nhưng mà cũng rất tệ so với lại năm 2020 và so với những cái chỉ số uh, là chỉ số lãi suất ngân hàng lãi suất ngân hàng đang rất cao mà lạm phát như vậy thì có nghĩa rằng lạm phát thực tế đang rất cao. Nhưng nhìn chung thì nếu mà nhìn về một cái bức tranh bề mặt thì nó không có cái gì để đáng nói về nền kinh tế Mỹ. À, thế nhưng nếu chúng ta nhìn vào chẳng hạn như lãi suất ngân hàng nó quá cao. Tôi bây giờ không biết là bao nhiêu trong ngày hôm nay. Nhưng nó đã cao và nó bền vững nó rất lâu rồi. Thì có nghĩa rằng là nó đang có một cái mình đang nghĩ là tức là nó như là một cái um, lấy 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 một cái dây dây thừng đấy để mà chói một cái con mèo đấy mà chỉ cần hở ra một phát nó quậy một phát nó bung khỏi con mèo đấy nó khỏi cái dây thừng là tèo ngay. Cho nên là bây giờ cảm giác như cái dây thừng nó đang thắt rất là chặt, không nhúc nhích tí nào. Đấy là về những chỉ số kinh tế, chính phủ. Thế còn về người dân thì mình có thể nói đây mới là vấn đề, đúng không ạ? Hầu hết những người dân ở trên các mạng miếc vân vân thì đang kêu ca về một cái tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều so với những con số của chính phủ đưa ra. À, nếu mà nói đúng một cái cách thì nó cảm giác nó như thế này về mặt thu nhập à, thu nhập đầu người đối với người dân Mỹ thì nó vẫn tăng trưởng có thể nói nó tăng trưởng ấn tượng đấy thế nhưng mà cái câu chuyện ấy là cái điều này thì nó liên quan tới việc in tiền in nợ đúng không ạ nhưng mà cái nó nguy hiểm hơn là cái chi tiêu của nó còn tăng cao hơn nhiều so với lại cái mức độ tăng thu nhập có nghĩa rằng là thực tế lạm phát nó nguy hiểm, nó cực kỳ cao. Đúng ạ. À. Người ta chỉ thấy rằng là thu nhập thì không tăng, mà giá cả tăng. Thì người ta đã thấy là nó lạm người ta nhìn thấy đấy mới là lạm phát. Nhưng mà cái câu chuyện của Mỹ ấy, thì thu nhập thì nó có tăng. Thế về thực tế, bởi vì là số lượng tiền nó in ra rất nhiều và những cái thao tác về tiền tệ cũng như là luồng đô la đang chảy về nước Mỹ. Thế nhưng mà cái câu chuyện quan trọng ấy là nhìn cái chi tiêu của nước Mỹ của các hộ gia đình ấy thì nó tăng lên còn nhanh hơn là cái thu nhập rất nhiều và ngược lại thì cái tiết kiệm cái tiết kiệm này ấy, thì nếu như ở nga ở Trung Quốc nó tăng theo như thế này tức là tiết kiệm họ cực kỳ cao thì người Mỹ mức tiết kiệm của hộ gia đình nó càng ngày càng thấp đi bởi vì là gì thu nhập là đây mà cái chi tiêu nó là đây mà chi tiêu lại không mua được nhiều hàng hơn có nghĩa rằng là do lạm phát thì dẫn tới cái việc là cái tiết kiệm mà cái tiết kiệm thì nó cực kỳ nguy hiểm chúng ta nhớ rằng là cái nền kinh tế của Trung Quốc thì giờ nó ngược lại với nền kinh tế thế giới à, tư bản là nó là nền kinh tế tiết kiệm còn nền kinh tế của Mỹ là nền kinh tế tiêu dùng và gọi là mua hàng nhập khẩu để tiêu và in tiền và đặc biệt đấy là những cái lạm phát này ấy, nó toàn nhắm vào những mặt hàng trọng yếu của đời sống bình thường của người dân cho nên là nó dẫn tới cái việc mà thực tế là cái tiết kiệm khả dụng của họ trong tương lai là nó ít đi một cách đáng kể và đặc biệt là nó nhắm vào những cái mặt hàng trọng yếu cho nên là người dân không thể tiết kiệm được tức là họ không thể nào có cái phương án thay thế như là rau thì vẫn phải mua thôi đúng không ạ thịt củ quả phải mua không thể cưỡng được còn lại ấy, thì cái chỉ số mà lạm phát cuối cùng thì nó không phải là nó quá cao mặc dù nó cao so với lại những năm trước nhưng mà nó lại liên quan rất nhiều đến cái mà li, những mặt hàng mà bán chạy ở Mỹ chẳng hạn như là xe điện. Xe điện thì do xe điện của Trung Quốc và những cái mặt hàng khác của Trung Quốc nó rẻ đi rất nhiều, cho nên là nó đã kéo cái mặt bằng chung lạm phát của cả Mỹ nó giảm xuống đáng kể, nhưng mà cái quan trọng nhất là các mặt hàng trọng yếu thì nó lại tăng. Đấy mới là cái điều mà đang nói. Như vậy chúng ta thấy phân tích một cái nhỏ đúng không ạ liên quan tới người dân và các vấn đề liên quan đến tiêu dùng thì chúng ta đã thấy một chính phủ con số thì nó không có gì đáng nói, vấn đề người dân thì có thể nói là vấn đề cũng khá nghiêm trọng. Vâng, nghiêm trọng. Thứ ba là còn góc nhìn của chuyên gia. Chuyên gia thì nhận định rằng cơ bản nền kinh tế của Mỹ nó cũng không có nó không khả quan, nó không quá à, gọi là mang tính chất là nó trì trệ, nhưng mà nó không có cái dấu hiệu của năng động và nó rất lạ. Và nó có những cái dấu hiệu nó đại khái là mang tính chất nó rất là tình huống chứ nó không phải là cái căn cơ của các nền kinh tế. Uh, họ không đưa ra một cái kết luận gì được ngoài cái việc là nền kinh tế của Mỹ bây giờ đang gọi là như kiểu là 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 trói cái con hổ đấy. Đấy, trói con hổ. Nếu như chỉ cần có một cái cú sốc nhỏ có thể khiến cho nền kinh tế rơi vào suy thoái và lạm phát tăng cao. Đặc biệt là bây giờ thì lãi suất ngân hàng rất cao à uh, thị trường tài chính thì có thể nói rằng là nó đại khái nó kiểu như là bị đầu cơ quá nhiều. Ví dụ ta thấy rằng là những cái thị trường của những công ty như là Nvidia đấy, đúng không ạ? Nó tự động nó nó trở thành một trong những công ty mà nó có thị phần lớn nhất thế giới mà cơ bản thì nó cũng chỉ sản xuất mấy cái vi xử lý các loại đồ họa nhưng mà nó bị thổi giá nên quá kinh khủng ý nói rằng cái nền cái cái thị trường chứng khoán thị trường tài chính ấy nó đang mang tính chất là nó đầu cơ rất cao à, mặc dù bây giờ thì nó là đầu cơ ở cái khía cạnh đang ổn định nhưng mà có vẻ nó đang lên tới những cái đỉnh của nó ví dụ như là bitcoin thời lên đỉnh ấy. và đặc biệt nữa thì là các cái môi trường kinh tế chính trị địa chính trị trong nước và quốc tế đều không ổn định đấy cho nên là dưới góc nhìn chuyên gia thì người ta có một góc nhìn khá là tiêu cực bởi vì cái điểm tích cực thì không thấy có nghĩa là nền kinh tế nó không có cái dấu hiệu chắc chắn và nó không có dấu hiệu linh hoạt và bối cảnh thì nó khá là đầu cơ và bối cảnh thì nó bất ổn đúng không ạ thế còn đối với người tiêu dùng thì cái tiêu cực nó là quá rõ ràng còn đối với các chỉ số chính phủ thì tôi cảm giác là nó là cái con số đưa ra để cho thấy rằng mọi thứ nó vẫn ổn thế nhưng mà chúng ta cũng biết một điều rằng là hiện nay Trung Quốc uh, Mỹ đã phải mở cửa để cho người nhập cư trái phép vào rất nhiều để tạo ra công an việc làm mới đúng không ạ mà chỉ có số công an việc làm mà thôi thứ hai nữa họ để cái uh, lãi suất ngân hàng quá cao tỷ giá đồng đô quá cao mà thường cái chu kỳ cao để nó hút đồng đô về như vậy thì nó nó, nó là giai đoạn kiểu giai đoạn hút sữa thì nó sẽ thường không có biến động gì À uh, thế nhưng mà sau chu kỳ đấy thì người ta lại phải chu kỳ nhà ra đúng không ạ? Chu kỳ phun sữa ra. Thì lúc bấy giờ câu chuyện nó mới có thể đi tới cái hồi kết được. Cho nên là nhìn chung tình huống thì tôi cũng chỉ biết là nhìn từ ba cái góc nhìn như thế vậy thôi. Và nó cũng là theo cái cảm giác đúng không ạ? Mặc dù là những con số thì mình có nhưng mà nó cũng không có cái gì nó quá đặc biệt. Thế nhưng mà chỉ cần nhìn vào mỗi một cái con số thôi là nợ 34.000 tỷ và cứ 100 ngày, thì phải nợ thêm 1.000 tỷ. 100 ngày 1.000 tỷ có nghĩa rằng là sắp lên 35 rồi, sắp lên 35.000 tỷ đô la và cái lãi suất để trả cho các khoản vay này mỗi năm cũng đã hơn 1.000 tỷ. Đúng không ạ? Ngân sách quốc phòng 1.000 tỷ gần đến và thâm mục thương mại 1.000 tỷ. Như vậy là người Mỹ một năm họ phải kìm đâu ra để bù vào cái cái số lượng 3 tỷ này, 3.000 tỷ này cộng với lại những cái thâm hụt này nọ chi tiêu của chính phủ nữa nhìn chung đây mới chính là vấn đề đáng nói nhất và đây cũng chính là vấn đề để người ta cố gắng để mà giữ tỷ giá rồi này nọ vân vân để nó duy trì đúng không ạ chứ còn nói thật ra nợ nó còn hơn cả GDP đến 125 như thế này rồi à, trong khi đó không có cái gì để trả nợ cả đúng không ạ cái câu chuyện rằng là nó không có gì trả nợ ấy, chứ còn nợ thì nợ bao nhiêu cũng được Vấn đề là không có gì trả nợ và chỉ có thể in nợ mới ra để trả nợ cũ thôi. Đúng không ạ? Có nghĩa rằng là nó như là cái kim tự tháp đa cấp ấy. Sản phẩm của công ty mình làm ra nhưng mà không bán được cho khách hàng. Chỉ có bán cho nhân viên công ty mình thôi. Cho nên là đến khi nào mà mình không tuyển được công ty nhân viên mới nữa thì có lựa ngẽn lúc đấy là công ty nó sẽ chết. Thế nhưng trong chính câu chuyện nợ này nó có một cái vấn đề nó nguy hiểm nữa. Thông thường thì bán nợ, bán nợ mới để mà trả cho nợ cũ thì ok cũng không có cái gì đặc biệt cả đúng không ạ nhưng mà điều quan trọng nhất đấy là cái lãi suất của cái nợ mới ấy, thì nó không được phép nó quá lớn hơn so với nợ cũ bởi vì lãi suất nợ mới lớn hơn để mà câu kéo nhà đầu tư vào thì đồng nghĩa với việc là các cái nợ về sau càng ngày càng khó bán và lãi suất càng ngày càng cao là phải tiếp tục càng ngày càng phải in thêm đúng không ạ và bây giờ ấy, Trung Quốc và các nước khác thì họ không có mua thêm mà họ lại còn bán tháo mặc dù lãi suất tăng cao họ bán tháo à, bán tháo như vậy thì nợ đấy ai mua nợ đấy người mỹ mua không phải người mỹ mà bộ tài chính in trái phiếu kho bạc rồi ngân hàng trung ương mua cái nợ đấy vào câu chuyện nó như vậy có nghĩa rằng là tự mình tự lấy mình lấy mỡ mình để dán mình Vâng, thì quý vị cứ thử tưởng tượng xem, đúng không ạ? Cái việc mà chúng ta bơm nước vào máu để mà lấy máu đấy để bán thì nó có tồn tại được vĩnh viễn hay không? Thì như thế thì mình nhìn vào những cái chỉ số kinh tế, đúng không ạ? Thì nó không có quá nhiều điều đáng nói nếu như mình không nhìn vào những vấn đề xã hội và mình nhìn vào những chỉ số kinh tế đấy nhưng mình không hiểu được cái vấn đề liên quan đến nợ lần của họ đúng không? Tiền tệ của họ thì đấy chính là một cái thiếu sót rất lớn và đây mới chính là cái vấn đề lớn đang làm cho thế giới nó đang đảo điên. Tuy nhiên nếu mà nói về bức tranh kinh tế thì chúng tôi chỉ nói cái giai đoạn đầu thôi, tức là liên quan đến những cái chỉ số ban đầu và ba cái góc nhìn của chuyên gia, chính phủ và của người dân thì nó chưa có một cái gì nó quá đúng không ạ? thì nó chúng ta phải chờ. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đặt những câu hỏi và vâng, quá hóc búa. Đúng vâng. không ạ? Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm cuối tuần ngon giấc.